Hội chứng buồng trứng đa nang là tình trạng mà một phụ nữ có quá nhiều hormone sinh dục nam, trong khi hormone sinh dục nữ lại không đủ. Điều này làm ngăn cản sử dụng trứng khiến buồng trứng có nhiều nang nhỏ. Hệ quả của tình trạng này là gây rối loạn phóng noãn, số lượng trứng nhiều nhưng không chín, không rụng và có thể dẫn tới vô sinh. Hãy cùng tìm hiểu 5 dấu hiệu nhận biết buồng trứng đa nang sau đây nhé. 1. Kinh nguyệt thay đổi bất thường. Theo thống kê, hơn 50% phụ nữ mắc phải hội chứng buồng trứng đa nang có kinh nguyệt không đều, thậm chí khoảng 20% không có chu kỳ kinh nguyệt. Nguyên nhân là do khi bị hội chứng này, nội tiết tố sẽ bị rối loạn, khiến kinh nguyệt không đều. Cụ thể, nếu bạn cảm thấy có dấu hiệu bất thường liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt như là khoảng cách giữa các kỳ kinh nguyệt quá dài, hơn 35 ngày, lượng máu chảy quá nhiều hoặc quá ít, chảy máu giữa chu kỳ, chậm kinh từ 4 tháng trở lên, số ngày hành kinh kéo dài hơn 7 ngày thì bạn nên đi khám để được chẩn đoán và điều trị sớm. 2. Các vấn đề về da. Nếu làn da của bạn bỗng nhiên trở nên xấu đi, bị nhờn, dễ nổi mụn trên mặt, ngực và lưng thì có thể đó là dấu hiệu cho thấy bạn bị mất cân bằng nội tiết tố. Chính sự tăng tiết hormone androgen bên trong cơ thể khiến tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, gây tắc lỗ chân lông, khiến cho da bóng dầu và dễ nổi mụn trứng cá. Không những vậy, trên vùng da và cổ, dưới cánh tay, đùi, ngực cũng có thể xuất hiện những vùng da màu đỏ, nâu nhạt hoặc đen, ở trên cổ hoặc dưới cánh tay có thể có mụn thịt. 3. Lông tóc phát triển bất thường. Rụng tóc có thể là do nhiều nguyên nhân gây ra, một trong số đó là do buồng trứng đa nang. Nguyên nhân là do khi hormone sinh dục nam tăng cao, các nang tóc có thể bị thiếu dinh dưỡng, mỏng và yếu dần. Do đó, phụ nữ bị buồng trứng đa nang rất dễ bị hói đầu giống như nam giới. Trong khi tóc rụng nhiều thì lông lại mọc nhiều ở những nơi không mong muốn như là chân, tay, ngực, bụng. Nam giới có nhiều lông hơn phụ nữ là do cơ thể sản sinh ra nhiều nội tiết tố nam, nhất là testosterone. Đây là lý do tại sao nếu bạn bị hội chứng buồng trứng đa nang thì lông lại phát triển bất thường, thậm chí có phụ nữ còn mọc râu và ria mép. 4. Tăng cân không rõ nguyên nhân. Tăng cân là một trong những nỗi ám ảnh của phụ nữ và có rất nhiều nguyên nhân gây ra điều này. Tuy nhiên, nếu bạn ăn uống điều độ, chăm chỉ vận động mà vẫn tăng cân mất kiểm soát và đi kèm với một trong những triệu chứng trên thì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo cho thấy bạn đang mắc hội chứng buồng trứng đa nang. Khi nồng độ hormone androgen tăng cao, lượng mỡ thừa sẽ dễ dàng tích tụ quanh eo, khiến cơ thể bạn tăng cân bất thường, thậm chí vùng bụng và hông cũng có thể tích mỡ. Vì vậy, bạn nên ăn uống điều độ, tập thể thao thường xuyên và sinh hoạt lành mạnh để cơ thể dần ổn định trở lại. 5. Đau bụng, đau vùng chậu. Những phụ nữ mắc buồng trứng đa nang có thể gặp phải các cơn đau bụng tương tự như là khi đến kỳ kinh nguyệt. Thường cảm thấy khó chịu ở vùng chậu, vùng bụng hoặc lưng dưới. Nếu gặp phải tình huống này, bạn có thể thấy đau âm ỉ hoặc là đau nhói với mức độ nhẹ đến dữ dội. Vừa rồi là 5 dấu hiệu nhận biết buồng trứng đa nang, tuy nhiên cũng có nhiều nguyên nhân khác nhau có thể gây ra các vấn đề này. Vì vậy, nếu bạn nghi ngờ, hãy đi khám để được chẩn đoán từ bác sĩ nhé.